nó luộc nước sôi quá nha là ăn gà nó sẽ bị nứt à. À ngọt lắm, không đầy nước à. Đó quá tớn hề. Wow, nó quấy lên chết chết chứ không đi đâu, sống nơi thơm quá đi thôi. Rồi lấy cái giá tròn tròn lên nào. Gà là nấu nấu bánh canh, nấu nuôi với lại kho nấu quế về cho bắt gà nha. À, sư được biết tú. Giờ sẽ vô quần gà. À. Wow. Ai đâu biết giờ đi thành phố sau ha rồi không có nhà, giờ có sư đồ biết tú ở nhà thôi. Sư đồ biết tú sẽ vô biết à, nằm thỏ thân mà thỏ tài ơi tài xem xét nha. Gà nãy nằm nó hơi thay rồi nè, nằm im luôn rồi đó. Ừ, con gà, một con gà chân xanh, một con gà chân vàng nha. Rồi. Nuôi đã luộc xong. Đó, giờ rồi cháy xong, giờ mình để cho rỡ ra đây cho nó đừng có bị dính lại nha. Bóng luôn cái gì? Nuôi. À. Không có đại đầu bếp nhà, sư đầu bếp lúng túng hồi nãy giờ các bạn ơi. Đại đầu bếp đi thành phố thăm cảnh, tham quan đi với sư mẫu của đại đầu bếp. Để qua đây gà. Gà chặt hả? Cắt đi. Cắt hả? Đây, hôm nay sư đầu bếp Tú sẽ vào bếp làm món gà kho lá quế và gà bột nuôi á Tú, gà nấu nuôi đó. Làm để một chút đại đầu bếp về thưởng thức, tin phố về. Wow, bỗng quá đẹp như gáy 10 tấm luôn á. Bây giờ sư đồ biết Tú sẽ xử lý con gà. Con gà để kho, một con gà để nấu súp chắc lấy đầu giờ cắn cảnh quá. Rồi phải cắt móng ra. Thôi để móng đi cho nó quào miệng chơi. Ai ăn tôi đâu ăn quào miệng, ai đâu quào miệng tôi. Ừ, hay quá, công nhận sư đồ biết nấu cái gì có khác liền ha. Tại vì gà này gà tre các bạn, nên mình lấy kéo mình cắt cho nó dễ. Hay là mình phải chặt nha. Chứ không phải là mình phải chặt đó. Cắt đầu để nó nấu. Nấu súp trước nè. Kho xào cắn. Cắt miếng ra kia Tú. Trời ơi nó tay chân yếu đuối lắm, bữa con thì chứ yếu lắm. Biết mà, hên qua không thấy tôi xỉu rồi mai lắm. Chứ sao chạy trước quay lại sao thấy nó, trời ơi cái gì vậy, tại nó bay như ngựa vậy.
ta bay được rồi, anh bay như ngựa à. Này cắt lấy hồi kho. Đó, ức với đùi là mình kho à. Còn đầu giò cánh cẳng. Mình nấu sắc thì ăn. À. Sườn nó chắc nấu quá. Đúng không? Mình bỏ gà vô luộc nha các bạn. Đừng có luộc nước sôi quá nha, là ăn gà nó sẽ bị nứt à. Đó. Ngọt lắm. Có như đây nước nè, đó. Quá trớn hề. Mè không bỏ hả? Cắt. Cắt bông mai nha, cắt gì? Mè cho cắt được bông mai. Nhầm người cắt bông đó Thú. Yếu rồi, vì xưa biết này chưa tới mức thượng thừa. Wow, đã. Này mình lấy ức, lấy đùi. Mình kho lá quế nha các bạn. Thử tẩu nó thơm quá. Nên mình ướp gia vị xong mình để nó trong vòng khoảng nửa tiếng đến 45 phút. Rồi mình mới kho lại. Hôm nay kho bằng nước dừa nha. Chứ xăng rồi Tú. Rồi chuẩn bị rắc chiêu xăng dọn chỗ trước. Nhìn luôn đi. Nhìn luôn đi. Này bỏ ớt không? Má dưới dừa. Bây giờ Tú sẽ để phân quy ra. Muối. Nhiều như vậy mặn không? Không, không mặn chứ là đất ơi. Hồ nước mắm nữa mà. Nó lộn chai nước mắm bỏ chai nước mèo vô đi. Rồi trộn lên. Thịt con gà nó săn lại cho nó đẹp làm sao. Trời ơi cái nhà này đàng hoàng á, gió còn dài lần nữa là bay nhà luôn á. Nãy giờ lo nó nói chuyện tập trung quá trời luôn mà đem cái nồi gà kho lá quế lên mà quên. Gà đã sôi quá tí sôi. Nó nãy chưa sôi thì than, giờ lửa đã cháy ngùn ngùn rồi, giờ sôi quá cũng than. Xong mình dớt bọt, xong rồi gà mềm mình đem ra ngoài xé. Bắt đầu nấu nước, nấu súp, nước súp. Củ cải rồi vô cho nó ngọt. Vậy là bỏ củ cải luôn hay? Thôi, để gắp gà ra mới bỏ. Vậy mới tưởng đẹp hả? Ừ. Nước trong luôn hay gì? Ừ. Thơm rồi, nghe thơm chưa? Cái máy này nó thơm rồi. Wow. Vậy sốt, vậy tế, vậy tế. Bây giờ Tú sẽ đổ khi nước dừa vô. Chín bà bán tới nửa đêm á, hết thì về ngủ thì sáng dậy sớm. Còn có khi bán tới sáng, nhiều khi hết trễ á, thì tới sáng mới về luôn. Mới hết, mình về trễ. Chúc bạn đi nha. Thành công nha, kiếm số vốn về là mình quẩy. Đi ăn cơm tấm nói gì nhưng mà... Ồ, bên tiền quá rồi đi nhà hàng. Ồ, có luôn hả? Nhà hàng chắc được, xỉu luôn. Trời ơi, đi làm mà liên phố làm tháng mà về đi nhà hàng không ha. Ôi, con gà mình đóng im rồi nha. Gớt gà ra. Gớt gà ra. Muốn thử gà lấy đũa chỉa 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 đó. Nó mềm. Là gà đã chín. Còn nó không mềm. Gà chưa chín. Đơn giản vậy thôi. Giờ để trong đây cho nó mềm. Giờ chắc mềm lắm rồi Tú ơi. À, để lên. Rồi mấy cánh này nó mềm lắm. Rồi xong, giờ bỏ củ vào. Trời ơi,
Trời ơi, mấy cái bông mai đẹp gì đâu, ta nói. Mì mông này nè, mau chín không? Thì cũng mau chín. 2 phút hả? Chứ sao? 5, 10 phút. 5 với 10 là 15 phút. Mình tự hào 15 phút nha các bạn. Không, 15 phút là kiếm sư đồ bếp Tú liền nha. Ừ. Tại vì sư đồ bếp Tú nói 15 phút, 5, 10 phút. Nấm mình có ấy không hả? Để luôn. Xào nữa hả? Đó. Đó, Tú đã cháy nấm thơm. Sao có cộng giá tạm Tú? Trời, nãy trong đó. Có bị sơ sót hả? Wow, thơm quá trời. Nó còn có nồi bên kia kho lá quế lăn tăn vậy các bạn. Đó. Nó nhả nhạt. Bây giờ mình vớt lại. Nêm nếm luôn chưa? Giờ luôn hả? Mình chứ chắc có nước mắm nữa không? Nước mắm không Tú? Nhà mình không thích có mùi nước mắm. Vậy hả? Thôi với bột ngọt thôi. Trời, như có muốn bột ngọt. Này chắc ngọt lắm nè. Nó ngọt, độ ngọt hay nhiều rồi biết được bỏ. Ngọt như nách luôn ha. Ồ, ngọt quá nào. Rồi, chỉ cần chút xíu nước mắm, một ngọt nước mắm, ít muối thôi. Là mình sẽ có cái nồi súp. Súp là ngon. Đó. Đây, tôi bỏ muối đó các bạn. Muối, và đó vẫn là muối. Đây. Đó, tới bột ngọt. À, gãi lên. À, 2 muỗng luôn. Rồi, rồi, thêm 1 muỗng nữa. Tổng cộng là 2 muỗng giá. Chứ chưa được 3 muỗng. Ngon chưa? Chưa ngon. À, chưa ăn. Ngon. Chưa ăn đâu có biết ngon. Thơm quá trời. Sống là biết hưởng thụ nha. Wow. Sướng sướng sướng. Rồi. Làm gì nữa? À. Nằm đâu đó đó. Rồi, nồi súp đã xong rồi các bạn, giờ mình nhắc nó xuống. À, nhắc xuống rồi mình sẽ đi về cái nồi kho đó qua đây. Không đúng. Chưa, còn cũ lắm, chưa trong rồi. Vậy là nãy nói 5 10 phút mà. Nãy giờ chưa mà. Thôi đi chị. 20 phút rồi chị. Siêu đi biết là nấu không giữ lời vậy đó hết rồi. Cũ nó trong lại mới được chứ. Ăn cho sực sực cho nó ngon bổ ngọt. Cái bà ngoại về bà ăn. Ăn nó đâu rồi, cháu dâu tôi mới nấu hả ta. Đó, siêu đi tú. Giờ xé gà. Tay rửa sạch rồi nha. Cánh mình có cái cánh. Ăn ngon quá. Cái gì của Tú để dành nó ra giờ còn gì cho người ta. Nè như cổ nè quý lấy đi. Chân nè quý lấy đi. Cái này Tú không ăn đâu. À. Con câu nè quý lấy đi. Không, con câu quý không biết ăn. Cánh nè Tú ăn đi. Ừ. Wow. Gà xé ngon gì đâu. Thấy mà chảy nước miếng. Nó mềm à. Cà tôm à. Gà này rẻ nữa. Gà 50 ngàn gà già gà đó ba. Gà tiễn mới 5, 7, 6, 70 à. Nay 70 chị bữa mới hỏi người ta mới bán 70. À, người ta mới bán qua chị. Ai nữa? Nó ngoài ngoại. Trời ơi, mới hỏi chị kia cái gà chứ gà dạ. 70 à. Gà đó gà đẹp. Còn mà gà không đẹp là ở đầu 50, 60 mấy. Thấp nữa còn 50 là gà xô. Thank you.
cũng thương lắm à. À, ức gà đó. Ừ, thịt không à. À, tú ăn gì có xương, xương tú mang. Xài đậu có xương. Thiệt không? Nè, chi chồng tú vô găm quá trời. Thì đó, tôi xài vậy đó. Không có ra dưỡng, cứ để vậy xài, ta thích xài vậy. Ừ. Nói, vô găm nó dở đi. Cởi trần ra cái vô găm nó đầy người hết trơn hết trời. Đi chung có người bảo vệ. Vệ sĩ. Dắt dao trong mình đâu ai dám đụng. Ừ, vệ sĩ quá mà. Ngon quá. Cho quý miếng thịt cho tốt à, nó tự nó hỏi hỏi tao phải xin. Wow. Ừ, ngọt quá. Giờ đau cái hàm quá da ăn nổi luôn. Tự nhiên tin bà không đi bay xuống luôn trời đất ơi. À, bay qua tưởng lên bàn thờ ngồi thôi. Bay vô góc điện là xong phim mới rồi mà hên. Bà cái đó cộng dây gì cái kẽm dướng lại. Dướng lại mình anh treo nguyên cái hàm dưới luôn á. Các bạn muốn con gà nó thơm mà nấy vậy đó. Lấy chế tỏi đó, trộn vô gà. Mày lấy tay hay lấy đũa đây? Lấy đũa. À. Trộn trộn lên. Ngon quá. Quá ngon luôn. Ngon quá. Chết. Cứ đồ chết hoài à, ăn ta phải sống để ăn. À vậy thôi. Chết. Ngon quá, ngon quá. Ừ. Ồ. Ừ. Bỏ đâu quế lên. Chết. Chết chứ không đi đâu, sống nói. Thơm quá đi thôi. Rồi. Lấy cái giá tròn tròn lên nào. Không có gì bằng. Thơm là nước dừa đó nha. Trời 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 chết. Thơm quá. Này có nước máu nó ngon ha. Ừ. Này nhà không có ai ăn cay được, có ăn cay mình bỏ tí ớt vô nữa ha. Ngon. Ngon. Vậy mình gắt tiêu thôi. Đó, rồi tú sẽ gãi mạ tiếp. Tiêu. Gắt tiêu đi gãi mạ. Tan tan tan. Quý dưỡng với tiêu. Đó. Rồi hoàn thành xong công đoạn các bạn. Giờ nhắc xuống là đợi đại đầu bếp về. Nhà mẫu thân của đại đầu bếp về. Đại đầu bếp Ý Quỳnh. Ừ, đại đầu bếp về. Mami của đại đầu bếp đi thành phố mới về đó. Ngoại à, má của rồi, cửa nè. Má Trang đi nè. Ngon rồi. Đâu nghe. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Cười cười đâu nghe. Để lửa vô. Dạ. Cười. Má cười ra thấy không? Cười dẹp gái mà. Đẹp bảo chứ. Má khen đẹp, đẹp đẹp, đẹp bà già á. Mày nói ai nói gì má? Thôi ăn không ngồi, chạy 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 chiều nghỉ cơm được. Hả? Rồi chiều khỏe rồi. Cơm đi. Ấp tóc thôi. Ấp tóc thôi là ruột rau. Gì đó đâu có ăn gì. Bữa nào cũng cá bông dừa, cá này cá kia, cá đồng, kẹo mua về ướp, cá lá để có
cơ 4-5 con là tao ăn với dược rau. Ăn cục bên chén cường. Ăn chén nửa chén gì cũng được rồi. Ngoài ăn cơm đâu có nhiều được. Ăn rau được rồi. Giờ má đâu nghe nói chuyện. Trộm hai con chó không? Ừ. Rồi. Bye. See you again. Yeah. Chúc bye bye đi. Bye mẹ. Bye bye à. Má bye bye. Bye bye. Bye bye đi. Bye bye, lát bye. Ờ đó. Hẹn gặp lại các bạn nha. Là Lisa. Lisa.